Hôm nay công việc của anh em thợ rừng ngày tiếp tục nhá. Đi khai thác ngày mới. Uống nhau kìa. Giờ hôm nay có trong gì mới. Ông thợ cả đi theo. Thợ cả đi theo. Đi theo anh em. Đây việt nghĩa. Đấy cứ việt nghĩa đấy. Vẫn độc thân vui tính. Đấy mặn trong ngay đấy nha các bạn. Hiện tại là thầy u ong. Thấy không? U ong nha. Nha các bạn. Siêu phẩm trong ngay nha. Đã thấy em nó rất chi là đẹp. Bên đi. Này công việc làm đuộc. Của ngày mới nhá. Của ngày mới nhá. Ngày hôm nay là ngày mày viết nghe ấy. Bên Việt chắc chủ nhật rồi. Còn đi 21 dương lịch. À 21. 21 tháng 4. 2024. Ủa ống trong ngay. Ủa đầu tiên nha các bạn. Hiện tại là đã tìm thấy. Rất chí là bự. Rất chí là khủng. Bầu mật. Rất là khủng. Đây, Việt Nghĩa đây. Đây là Việt Nghĩa nha, chào bà con nha. Tiếp tục công việc đúng bánh tét của Việt Nghĩa. Nói chung là đi với mình. Anh bảo là Việt Nghĩa là cái đúng bánh xuất ngay đi rồi nha. Nha, anh em thờ rừng này. Tiến hành đi khai thác của ông. Có hai sư phụ với hai đệ tử đi theo. Việt Nghĩa sẽ tiến hành treo để lấy nhá. Cái ống nhỏ dây treo. Này ổ ống này. Bay rất chí là xa nhá. Tầm một cây số. Rất chí là đẹp. Nhóm lửa đốt đuốc. Lửa đốt được để tiến khai thác ổ ống khoáng. Mật. Cái này bảo rằng quên với tôi nhóm lửa đốt đuốc phải có lửa đấy. Đây là cái làn nó khỏe này.
Tư đây. Tập này thôi. Ngủ nó. Ngủ nó.
Vàng rất chia đẹp nhé. Rất chia đẹp luôn. Thank you.
Thôi mệt. Mệt. Con cắm đất bẩn luôn. Nhanh lúc nào cũng đòi tôi chuồng máu. Nhanh lúc nào cũng đòi tôi chuồng máu nhá. Cứ ngay rồi. Đột lại tôi chuồng máu đi.
Ui, kéo đi nọ. Thành quả của hai anh em thừa rừng nha. Được hơn 2 lít. Một lên đây. Bắn một lên rồi.